Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Học Phim. Các bạn thân mến, nếu bạn là fan của Cúc Tịnh Y và Trường Chết Hạn, chắc chắn rằng bạn đang rất mong chờ bộ phim Như Ý Phương Phi lên sóng đúng không nào? Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu đôi chút về lịch chiếu phim cũng như nội dung bộ phim này nhé! Trong những năm gần đây, các tác phẩm phim ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều bộ phim chưa phát sóng đã nổi bật vì bản thân của tiểu thuyết đã nhận được nhiều sự yêu thích của các bạn đọc. Những bộ phim nổi trội trong hai năm gần đây phải kể tới Khương Mật Tự Khói Xương, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và gần đây nhất là bộ phim mang tên Như Ý Phương Phi được chuyển thể từ tiểu thuyết Sủng Hậu Chi Lộ. Tin chắc rằng, từ khi Như Ý Phương Phi đưa ra thông báo về nữ chính và nam chính, thì khán giả đã trông chờ từng ngày để được xem sự tái hợp của cặp đôi trai tài gái sắc này sau vân tịch truyện. Như Ý Phương Phi kể về Phó Dung, cô gái sinh ra trong một gia tộc có truyền thống làm đồ trang sức bằng vàng bạc, kim hoàn, cô nàng quyết tâm tự cường tự lập và nắm bắt lấy vận mệnh của mình sau khi thấy được cuộc sống hôn nhân bất hạnh của chị gái. phó dung trốn khỏi cuộc hôn nhân không tự do và chạy tới kinh thành. lúc dạo chơi ngẫu nhiên gặp được túc vương từ tấn tầm cao khí ngạo. hai người cùng trải qua sinh tử điều tra ra chân tướng của vụ án giết người kim khí bắt được thành vương tử mậu bí mật chế tạo vũ khí tìm ra hung thủ độc hại đoan phi. phó dung bằng học thức hơn người cùng nhân phẩm lương thiện đã giành được sự yêu mến của từ tấn. Từ Tấn trong nhiều lúc nguy hiểm cũng ra tay cứu Phó Dung. Trong lúc Phó Dung đau buồn vì ân sư Liễu thành Trúc tự sát, Từ Tấn khích lệ Phó Dung phấn chấn lại, đồng thời tìm ra hung thủ thật sự phía sau. Trong khi cứu tế thiên tai, Phó Dung phát hiện ra kế hoạch mưu phản của Hoàng Thúc Từ Bình, đồng thời lợi dụng Ngọc Bích Trâm Vàng tìm được mật thất của Từ Bình. Cuối cùng, ép Từ Bình tự sát nhận tội. Trải qua hàng loạt biến cố nhân sinh, Phó Dung và Từ Tấn xem nhẹ danh lợi, sát tay nhau về quê nhà ẩn cư, trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau như ý phương phi ở thời điểm vừa mới công bố đã có độ nổi tiếng cao không chỉ vì bản thân tiểu thuyết đã có sẵn một lượng fan mà còn bởi vì dàn diễn viên được rất nhiều người yêu thích đầu tiên phải nói tới nữ chính cúc tịnh y cô nàng là một thần tượng có lượng fan đông đảo độ nổi tiếng và phủ sóng của cô nàng cũng không tệ trong hai năm gần đây cô đã đóng qua rất nhiều bộ phim thần tượng cổ trang và đều rất thành công khi phát sóng ví dụ như tân bạch nương tử truyền kỳ vân tịch truyện nam chính trương chết hạn từ sau khi ra mắt đã mang tới rất nhiều tác phẩm phim ảnh hay. Hơn nữa trước đó, anh đã từng hợp tác với Cúc Tịnh Y trong bộ phim Cổ Trang, nên lần này phản ứng hoa sẽ càng ngọt ngào và độ tương tác sẽ ăn khớp nhau nhiều hơn. Ngoài nhan sắc xinh đẹp của Cúc Tịnh Y, khán giả sẽ thưởng thức thêm một nhan sắc xinh đẹp khác đến từ một thành viên trong nhóm The Night, Hứa Giai Kỳ. Bé cáo biệt danh của Hứa Giai Kỳ sẽ đảm nhận vai nữ thứ phó tuyên trong Như Ý Phương Phi. Trước đó cô nàng cũng đã từng đóng trong vân tịch truyện. Phim gồm 45 tập, mỗi tập 45 phút dự kiến lên sóng vào tháng 9 năm 2020. Hãy cùng với chúng mình đón chờ xem bộ phim này nhé! Chúng mình là học phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông bên dưới để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!